Dạ chào mọi người ạ, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái combo guitar điện và âm ly của mình ha. Và những combo của bass, combo guitar điện và combo bass ha. Một combo như vậy thì mình gồm có những cái gì? Thì đầu tiên là mình sẽ có một cây đàn nha mọi người. Đầu tiên là em sẽ có một cây đàn, một cọng jack để dành kết nối, một cái âm ly và một cái bao da. Dạ. Một combo như vậy em bán với giá là 2,4 triệu cho mọi người. Combo một combo gồm 2,4 triệu bao gồm guitar, bao gồm âm ly, bao da và một cọng jack nha. Cọng jack kết nối tầm khoảng chừng 2 mét cho mọi người để mọi người có thể luyện tập ở nhà. Rồi, cái combo như thế này thì nó phù hợp cho ai và nó phù hợp cho những việc gì? Thì khách hàng của em có rất nhiều những cái người là những cô chú lớn tuổi, những anh chị lớn tuổi có muốn làm quen với guitar điện, thì mình có thể mua những combo này về để luyện tập. Rất là tuyệt vời nha mọi người. Tại vì sao? Nó đáp ứng được nhu cầu luyện tập nè, chơi vui ở nhà nè, rồi mọi người làm quen được với cái guitar điện luôn. Đó, bên đây là combo bass ha. Combo bass là số 5, số 6 và số 7 nha. Còn combo guitar là số 1, số 2, số 3 và số 4 nha mọi người. Rồi, cái combo này còn phù hợp cho những bạn trẻ, những bạn đang là sinh viên, học sinh mà có muốn có một cái combo để luyện tập. Thứ nhất là nhỏ gọn nè, thứ hai nữa là đầy đủ để luyện tập nè, thứ ba nữa là các bạn nằm ở mức làm quen nên các bạn có một cái giá tiền nó hơi thấp một chút xíu thì không sao, combo này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người luôn nha. Và combo này đang là hoạt động rất tốt nha mọi người. Mọi người nói bây giờ mà vừa đàn, vừa âm ly, vừa bao da, vừa dây vậy luôn thì 2,4 triệu có xài được không? Thì em xin thưa là xài tốt em mới dám bán cho mọi người nha. Nếu xài không tốt em không dám bán cho mọi người đâu. Rồi, em xin nhắc lại nha, combo của em bao gồm một đàn, một âm ly nhỏ, một bao da và một cọng jack nha. 2,4 triệu cho cả combo guitar 1, 2, 3, 4 và combo bass gồm có 3 combo là 5, 6, 7 nha. 7 combo này mỗi combo trị giá là 2,4 triệu đó. Mọi người cứ tin tưởng ở em, tại vì em bán hàng luôn luôn tiêu chí của em bán hàng lúc nào cũng chân thật và cũng muốn là mọi người có một cái sản phẩm tốt để sử dụng. Rồi, em xin quay kỹ lại nha. Rồi, một đàn, một âm ly, một dây dắt và một bao da, giá 2,4 triệu. Em chỉ để tượng trưng một cái vậy thôi, những cái sau nó vẫn y hệt vậy nha mọi người. Những cái sau nó vẫn y hệt như vậy hết. Thành ra mọi người cứ nói với em là combo số mấy và em sẽ gửi cho mọi người cái hình cụ thể của từng combo. Dạ rồi. Và sau đây là clip test tiếng. Em chắc lần này em chỉ test tiếng tiêu biểu thôi, tại vì em lựa ra những cái này là hầu như là nó ngang nhau hết rồi, thành ra mọi người có thể an tâm. Có nghĩa là những cái guitar chất lượng ngang nhau và những cái bass nó có chất lượng ngang nhau, nên mọi người cứ an tâm, em sẽ test cho mọi người nghe cụ thể từng âm ly, từng cái cây đàn luôn nha. Rồi, em xin cảm ơn mọi người.